nhà cầm quyền Cộng sản sẽ thuê người ngoại quốc cai quản đặc khu Vân Đồn, tên đến từ Quảng Ninh, Việt Nam. Báo Dân Trí ngày 9 tháng 6 năm 2019 loan tin, để xây dựng khu kinh tế Vân Đồn, Ủy ban Nhân dân Cộng sản tỉnh Quảng Ninh đã đưa ra kế hoạch huy động 96.400 tỷ đồng vốn đầu tư ngoại quốc, cùng với đó là chính sách thuê người ngoại quốc vào cai quản. Theo đó, thì Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh sẽ xây dựng chính sách để thu hút các nhà khoa học ngoại quốc có trình độ, kinh nghiệm đến để làm việc, làm tư vấn và cai quản một số lĩnh vực kinh tế. Tỉnh này giải thích chuyện thuê người ngoại quốc cai quản ở các đặc khu, khu kinh tế là việc rất phổ biến trên thế giới. Thậm chí một số nước còn thuê người ngoại quốc nắm quyền cai quản ở vị trí trưởng đặc khu hoặc thị trưởng. Kế này của nhà cầm quyền tỉnh Quảng Ninh đã khiến cho dư luận trên mạng xã hội bất mãn. Họ cho rằng nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đang tìm mọi cách để đánh lạc hướng, dẹp yên dư luận để hợp thức hóa việc cho Trung Cộng làm chủ đặc khu Vân Đồn, biến Việt Nam thành thuộc địa của Trung Cộng theo Hiệp định Thành Đô.